Không có sự việc người lạ bịt mặt dùng thuốc mê, thôi miên học sinh ở Cầu Giấy. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã vào cuộc và làm rõ thông tin xuất hiện người lạ bịt mặt, bám theo học sinh thôi miên và đánh thuốc mê. Cụ thể, qua điều tra xác minh vụ việc, Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy tiếp nhận nguồn tin về việc một nữ học sinh lớp 7A7 trường trung học cơ sở Yên Hòa bị đánh thuốc mê vào buổi chiều khi tan học. Từ lúc tan học đến 21 giờ 30 phút tối, học sinh này mới về đến nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Không nhớ được mình đã đi đâu làm gì trong quãng thời gian trên. Thậm chí, nguồn tin còn ghi em học sinh này kể lại rằng, sau khi tỉnh thuốc mê, em vùng chạy ra tuyến đường cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sau khi ghi nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã mời nạn nhân lên trụ sở Công an phường để làm rõ. Tại cơ quan công an, em học sinh này cho biết, cách đây mấy hôm, mẹ của em đã mắng và đánh em. Đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh của khu vực cho thấy nạn nhân không hề tiếp xúc với người lạ như tin đồn đại. Đơn vị cũng đã mời phụ huynh của em học sinh lên trụ sở để lấy lời khai. Do đó, Công an phường Yên Hòa khẳng định em học sinh không hề có dấu hiệu kẻ gian đánh thuốc mê. Công an quận Cầu Giấy cảnh báo, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng lừa đảo nhắm vào phụ huynh và học sinh. Việc nhà trường nhanh chóng phát đi thông báo với những hiện tượng lạ, dấu hiệu lừa đảo liên quan đến học sinh là cần thiết. Tuy nhiên, trước khi phát đi những thông tin nhạy cảm, phía nhà trường cần phối hợp với cơ quan công an để làm rõ tính minh bạch của thông tin, tránh bị hiểu lầm gây hoang mang dư luận.